Người tài ở lại Việt Nam, chúng tôi ở lại Việt Nam và tất cả chúng ta có thể hỗ trợ Việt Nam. Xin chào 500 anh em, chúc cả nhà có một ngày làm việc vui vẻ nhé. Nhân dịp dạo này, ChatGPT đang rất nổi tiếng. Chúng mình cùng tới với bài báo nước ngoài phân tích về tình hình ngành công nghệ ở Việt Nam nha. Khái niệm về công nghệ thì rất đa dạng và bao quát. Mọi người cứ hiểu, nó là chiếc điện thoại cầm trên tay mọi người, đơn giản là thế. Bài báo được trích dẫn trên tờ Reuters.net. Bạn nào am hiểu tiếng Anh thì vô coi bản gốc nha, còn bản dịch thì add trích dẫn luôn đây. Chính phủ Việt Nam từ lâu đã quản lý một hành động cân bằng tinh tế giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản. Đối với nhiều công ty công nghệ, cơ hội vẫn hấp dẫn trong một thế giới hậu đại dịch. 36 năm qua, Hà Nội đã thay đổi rất nhiều. Thủ đô của Việt Nam vẫn có trung tâm thành phố, thu hút khách du lịch với Hồ Hoàn Kiếm, những ngôi nhà nhỏ, hẹp, an lành, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh uy nghiêm và những ngôi chùa yên bình giữa tiếng ồn giao thông liên tục. Nhưng kể từ năm 1986, khi Việt Nam bắt đầu thu hút đáng kể đầu tư nước ngoài và khuyến khích tinh thần kinh doanh trong bối cảnh chính phủ xã hội chủ nghĩa theo chính sách kinh tế đổi mới, Hà Nội đã phát triển cùng với lĩnh vực công nghệ. Có những quận mới hơn, những ngôi nhà và cơ sở kinh doanh cũ bị lu mờ bởi những tòa tháp bằng kính hiện đại, nơi ở của các tập đoàn và căn hộ dành cho tầng lớp trung lưu đang phát triển. Ở đây, lĩnh vực công nghệ đang giúp đưa nền kinh tế Việt Nam thoát khỏi sự phụ thuộc vào nông nghiệp. Ngoài ra, chính phủ thu hút các công ty công nghệ đến Việt Nam bằng cách chính sách ưu đãi thuế, cho phép các doanh nghiệp này được hưởng thuế suất ưu đãi 10% trong 15 năm. John Breen, cố vấn địa chính trị cho Symbarai cho biết Việt Nam có tiềm năng trở thành một trung tâm công nghệ khi bạn xem xét các nỗ lực chiến lược của chính phủ nhằm củng cố nền kinh tế kỹ thuật số của đất nước, có thể đạt 52 tỷ đô la Mỹ, tương đương khoảng 43 tỷ bảng Anh vào năm 2025. Nền kinh tế Internet của Việt Nam đạt mức tăng trưởng 16% so với cùng kỳ năm 2020, cao nhất ở Đông Nam Á, và có tiềm năng đạt tổng giá trị hàng hóa là 220 tỷ USD vào năm 2030. Brin cho biết thêm, trong chương trình chuyển đổi kỹ thuật số quốc gia, chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu hỗ trợ các ngành kinh tế then chốt, bao gồm tài chính ngân hàng, sản xuất, năng lượng và y tế, phát triển doanh nghiệp Việt Nam và thu hút đầu tư. Quận Cầu Giấy là một điển hình của bộ mặt mới của Hà Nội. Sự phát triển bắt đầu vào năm 1996 với mục đích khuyến khích tăng trưởng công nghiệp. FPT với tòa tháp mới khai trương đặt tại Cầu Giấy là một công ty công nghệ đã thu hút được lợi nhuận khi có mặt tại Việt Nam từ năm 1999. Công ty khởi nghiệp là một doanh nghiệp gia công phần mềm được hỗ trợ bởi nhà nước và hiện cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho các ngành bao gồm hàng không, phương tiện truyền thông, ô tô, chăm sóc sức khỏe, hậu cần và sản xuất. Tạ Trần Minh, Phó Chủ tịch GAM FPT, bộ phận ô tô của công ty, rất lạc quan về tương lai, đặc biệt khi các nhà sản xuất ô tô ở thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ đang đón nhận các giải pháp phần mềm mới nhất của họ. Ông cho biết Việt Nam ngày càng trở nên hấp dẫn hơn đối với ngành công nghệ mà ông cho là nhờ sự kết hợp giữa hỗ trợ của chính phủ dành cho các công ty công nghệ muốn thành lập tại quốc gia này và lực lượng dân số trẻ có tay nghề cao. Trong khi nhiều sinh viên thông minh vẫn được khuyến khích theo đuổi ngành y hoặc luật, mình nói rằng những nghề như kỹ sư phần mềm đang hấp dẫn nhiều người trẻ hơn, đặc biệt là khi họ có thể học tập và tận dụng các cơ hội làm việc tốt ở Việt Nam. Ngoài các dự án toàn cầu, chẳng hạn như phần mềm ô tô, FPT đã và đang phát triển lực lượng lao động trẻ đầy tham vọng bằng cách đầu tư vào nhiều công ty khởi nghiệp dưới sự bảo trợ của FPT Venture từ năm 2015. Chúng tôi đang làm việc với các trường đại học ở đây và ở các quốc gia khác và có thể sử dụng kết quả tại Việt Nam. Ông nói về cách FPT đang giúp tránh tình trạng chảy máu chất xám của các chuyên gia trẻ. Cũng như một nhóm tài năng trẻ thú vị, Green cho biết Việt Nam cung cấp khả năng tiếp cận thị trường cho dân số trẻ, có học thức và am hiểu công nghệ ở trên khắp châu Á. Brin cho biết, trong khi 88% người dân ở các quốc gia ASEAN có quyền truy cập vào điện thoại thông minh, thì gần 70% không có tài khoản ngân hàng. Điều này mang lại cơ hội thị trường đáng kể cho thanh toán kỹ thuật số và chuyển tiền.
Brett Gray, phó chủ tịch cấp cao APAC của Exclusive Network, coi quốc gia này là một vị trí then chốt trong khu vực để hợp tác và phân phối. Ông lạc quan về Việt Nam với tư cách là thị trường cho các giải pháp an ninh mạng của công ty có trụ sở chính tại Pháp. Với chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới năm 2021 đến năm 2030, giúp phát triển các công ty công nghệ trong nước và quốc tế. Sự phát triển của vạn vật kỹ thuật số trong nước đã và đang ngày càng tăng theo cấp số nhân. Việt Nam đang phát triển thành một trung tâm công nghệ lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực khởi nghiệp trong những năm gần đây. Cạnh tranh với Trung Quốc, làm việc trong khu vực. Việc Trung Quốc liên tục tuân thủ chính sách không có COVID đã nâng cao sức hấp dẫn của Việt Nam như một địa điểm hấp dẫn để đầu tư công nghệ. Ông Minh nói rằng, trong khi khách hàng chủ yếu tìm kiếm các đối tác công nghệ ở Trung Quốc hoặc Ấn Độ, thì nhiều khách hàng của FPT đang nghĩ đến Việt Nam. Trung Quốc đã đóng cửa rất nhiều lần, điều này rõ ràng là không may cho Trung Quốc. Nhưng tôi đoán đó là một lợi thế cho Việt Nam, ông Minh nói. Brin nhắc lại vị thế vững chắc của Việt Nam, mô tả quốc gia này là ứng cử viên sáng giá cho nhiều công ty đang xem xét chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng Trung Quốc 1+. Nhờ ứng phó đại dịch hiệu quả, địa chính trị của khu vực và chi phí lao động tương đối thấp của Việt Nam, cũng như chính sách không COVID của Bắc Kinh, sự tách biệt về công nghệ giữa các nước phương Tây và Trung Quốc, nỗ lực của Bắc Kinh nhằm kiểm soát các quy tắc kiểm duyệt và lưu trữ dữ liệu, và nguy cơ xung đột quân sự mới nhất đối với Đài Loan đã ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh. Ở cấp độ địa chính trị, Việt Nam đã tăng cường quan hệ song phương với các nền kinh tế lớn ở Đông Á, châu Âu và Bắc Mỹ vì những mối quan tâm chiến lược chung. Điều này đã tạo ra các cơ hội kinh tế như Hiệp định Thương mại Tự do và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư với Liên minh châu Âu vào năm 2019, Brin nói. Điều này đã thu hút những tên tuổi lớn đến Việt Nam, theo Brin, chẳng hạn như khoản đầu tư cảng 750 triệu đô la Mỹ của LG Display vào thành phố Hải Phòng, phía Bắc, và Apple cũng bắt đầu đợt tuyển dụng kỹ thuật và quản lý vào năm 2020 cho các vị trí tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, như chuyển một số công suất sản xuất iPad từ Trung Quốc sang Việt Nam. Nhưng Brin cảnh báo rằng nếu Việt Nam thực hiện cách tiếp cận tương tự như Trung Quốc về luật an ninh mạng bắt buộc các tập đoàn cung cấp dữ liệu người dùng và hạn chế nội dung truyền thông xã hội, thì rủi ro đối với các công ty công nghệ có thể tăng lên. Ngoài ra, các yếu tố khác, chẳng hạn như tham nhũng, các vấn đề minh bạch và liên kết với các nhóm bị Đảng Cộng sản cầm quyền bị coi là bất lợi, có thể gây hại cho môi trường kinh doanh. Bất chấp những lời cảnh báo của Brin, Gray vẫn lạc quan về tương lai kinh doanh tại Việt Nam và mối quan hệ của nước này với Trung Quốc. Ông nói rằng, hai quốc gia khác nhau về cơ bản, về nhân khẩu học, lực lượng lao động, tài nguyên và lao động có kỹ năng trong ngành. Và việc có chung đường biên giới đã giúp Việt Nam xét về vị trí chiến lược, phát triển như một trung tâm công nghệ khu vực. Trong khi đó, ông Minh rất mong muốn FPT vươn ra ngoài Trung Quốc để tìm kiếm quan hệ đối tác khu vực và thu hút nhân tài. Với 11 địa điểm ở Nhật Bản, 2 văn phòng ở Bangkok cho thị trường ở Thái Lan và sự hiện diện mạnh mẽ ở Philippines kể từ năm 2015. Đặc biệt, ông Minh cho biết công ty đang mở rộng nguồn nhân lực với các tài năng từ Philippines như một phần trong nỗ lực tạo ra văn hóa làm việc toàn cầu, trong khi vẫn nâng cao kỹ năng cho các kỹ sư phần mềm Việt Nam. Ông kết luận, người tài ở lại Việt Nam, chúng tôi ở lại Việt Nam và tất cả chúng ta có thể hỗ trợ Việt Nam. Bài báo tới đây là kết thúc rồi, Ad hơi bị thích câu chốt này luôn ạ. Câu chốt thể hiện người Việt Nam cùng chung tay xây dựng và phát triển Việt Nam mạnh mẽ, hùng cường. Đã nghe tới đây, các bạn nghe Ad kể xàm xàm một chút nha. Phải nói là các công nghệ hiện đại giúp nâng cao đời sống, tri thức phát triển cực kỳ nhanh chóng ở khắp Việt Nam, các bạn ạ. Về quê, mà Ad thấy nhà nhà đều khá đầy đủ về tất cả các mặt, nhất là mạng Internet phổ cập. Ai cũng cầm điện thoại, mà là điện thoại cảm ứng luôn. Nhất là việc đi mua hàng hóa, thậm chí là mua rau ngoài chợ, còn quét mã QR, trả tiền bằng cách bán tiền luôn ấy, các bạn ạ. Không cần trả bằng tiền mặt luôn, các cụ nhà ta giờ hiện đại lắm chứ đùa đâu. Không biết cho các bạn thế nào, có phát triển không? Hãy chia sẻ cho mọi người biết đi ạ, để thấy được sự phát triển của đất nước mình. Nói tới đây rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Hãy like, chia sẻ và đăng ký ủng hộ giúp Ad nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!